mới đệm được có mỗi cái à, buồn vãi. Bây giờ nó dặn, trời ơi, thôi em không kiến nghị Garena đâu nhá, thôi thôi em không kiến nghị gì nữa đâu. Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Và đã từ rất là lâu rồi chúng ta chưa làm một clip liên minh huyền thoại, và đặc biệt là clip mở dương đúng không? Thì hôm qua đã có rất là nhiều bạn kêu là anh ơi, anh làm cái sự kiện mở dương mới của liên minh huyền thoại đi. Đó, nó có một cái combo dương huyết nguyệt cũng như là dương tuyết rơi, giá chỉ chưa tới 1000 RP. Đấy, vì thế là mình quyết định là mình sẽ nạp 1000 RP vào để mở. Tuy nhiên ấy là bất ngờ, chồng chất bất ngờ các bạn ạ. Ý là mình bình thường ấy là mình nạp 500k vào đúng không, là mình chỉ được 1070 RP thôi. Tuy nhiên hôm nay mình nạp vào thích quái, ở cái là nhảy lên cái 1349 RP, hình như là Garena nó bị lỗi rồi anh em ạ. Vì thế tự nhiên bây giờ mình có nhiều RP quá, với cả là một đống đồ ở trong đây này, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, được thêm 4 cái hộp huyết nguyệt với lại 10 cái điểm hàng hiệu này, mình cái gì đây, cả dương tuyệt phẩm nữa, hình như là mình nạp thẻ được hay sao á. Đây, nếu các bạn muốn cái ạt của các bạn là hàng hiệu ấy thì các bạn hãy đổi cái này nha. Ok, thì đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một chút về combo ở đấy. Gói tuyết trắng này. Đấy, gói tuyết trắng là bao nhiêu cái đây? Là 5 hộp tuyết rơi với cả là một cái biểu tượng của LCK đấy anh em ạ. Đây thì không biết là nó rẻ hơn không. Mình nghĩ là rẻ hơn đấy, nhưng mà các bạn chỉ mua được một cái thôi nha. Đấy. Thì đây là 5 cái. Giá gốc của nó là 1200 RP cơ. Mình không hiểu tại sao nó mắc như vậy. 1200 RP là 1200 RP là 5 hộp tuyết rơi đúng không? Cái này là 1260 là được 10 hộp tuyết. Vậy cái này là 10 hộp tuyết à? À, cái này nó tương đương với 10 hộp tuyết các bạn ạ. Cái biểu tượng này tương đương với 10 hộp tuyết, vãi trưởng. À, tương đương với 5 hộp tuyết. Thì là không sao. Rồi còn ít lẻ lẻ chắc là mình mua cái gì đây? Gói biểu tượng à, chóc huyết nguyệt. Đây chỉ có mấy cái biểu tượng cộng với lại đá quý thôi các bạn. Cho nên là chắc là mình cũng chả mua gì. Cái này chắc là mình để tặng skin cho mọi người đi. Thì nếu như bạn nào mà muốn mình tặng skin cho các bạn đấy thì các bạn comment cái in game của các bạn xuống dưới nhá, mình sẽ add nick của các bạn và mình sẽ tặng skin cho mọi người nha. Mình còn 400 RP rồi, mình cũng chả dùng mà làm cái gì ấy, thế là mình sẽ tặng cho các bạn. Với cả đang có cái sự kiện gì đấy các bạn, đâu rồi, bình thường mình đây là cái sự kiện ủa mình nhớ là nó có một cái sự kiện gì mà ta, đây cái sự kiện mà mình muốn nói các bạn đây, cái sự kiện mang tên là chiến giáp đầu mùa các bạn ạ. Thì nếu như các bạn muốn mình chơi cái sự kiện này thì các bạn cũng comment xuống dưới để mình biết nha, mình sẽ chơi cho các bạn xem. Đó, cái này cũng có vẻ hấp dẫn đấy các bạn. Tuy nhiên là hôm nay là chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề chính, đó chính là ủa sao có 9 cái vậy? À, lúc ấy mình được 4 cái cộng với lại mấy cái này là 9 cái. Bên đây có 5 cái này, mình sẽ mở mấy cái hộp tướng ra trước nhá. Hộp tướng là chắc chẳng có gì. Volibear này, Joey này. Hôm nọ mình thấy một cái skin Joey mà kiểu nó nhảy dây đấy các bạn. Sự kiện tiệc bãi biển hay sao đấy, nhìn nhảy dây đẹp vãi. Tiệc bể bơi, tiệc bãi biển gì ấy. Bởi vì mình cũng chơi liên quân, nó chơi liên minh ấy, có một cái là tiệc bể bơi, một cái là tiệc bãi biển, cho nên mình cũng chả phân biệt được cái nào là tiệc bãi biển, thế là tiệc bể rơi ấy. Ok, rồi bây giờ tiên mình sẽ mở một cái dương tuyệt phẩm ra trước nhá, xem nó có gì ở trong đây. Cây giáng sinh mao cai. Ủa? Ô, được đá quý rồi này anh em, khá đỏ nhờ. Khá đỏ. Mới vào được đá quý luôn. Rồi mình sẽ mở 5 hộp tuyết rơi luôn để xem nó có những cái gì ở trong. Dạo này mình lười mở từng cái một lắm, bởi vì mở từng cái một ra các bạn ấy chửi không à. Cho mình mở hết luôn cho nhanh. Sejuani kỵ sĩ Poro này. Ok, Darius Lang Vương. Trời, cái skin đó thì là mình có rồi. Khá là may mắn nhưng mà khá là đen. Jay giả kim, có luôn rồi. Lysandra siêu máy tính, chưa có này. Yasuo kiếm khách không gian. Các bạn điểm vào mình xem là mình có tất cả là bao nhiêu cái skin đỏ nha. Jin cao bồi. Chim đam quỷ kiếm. Ồ, đỏ thế. Lucian tay súng đánh thuê. Chim đam quỷ kiếm mình chưa có. Cá sấu tiệc bể bơi. Samsung Galaxy Javan 4. Được á nhờ. Brand hỏa linh. Ua, cái skin này theo như mình được biết ấy, theo như cái quan điểm cá nhân của mình thôi, là cái skin này là skin gọi là đẹp nhất trong tất cả skin của Brand luôn, bởi vì nó bắn lên cái màu xanh ấy, nó bắn lên cái màu xanh nhỉ, nó bén ra cái màu xanh ấy, nhìn rất là đẹp. Đó. Pantheon sợ làm bánh. Revenge vũ khí tối thượng. Ôi chắc nha. Mình khá thích cái skin này. Đó. Đi chơi số nào mình chưa có. Và mình có một điều muốn kiến nghị với lại bên Garena là các bạn. Hồi trước ấy là mình hình như là mình chơi cái sự kiện thần bài gì á, là mình đủ hết tất cả các skin vàng, cam, đỏ hết rồi. À, đủ hết các 4 cái skin vàng rồi. Tuy nhiên là mình mới đệm được có mỗi cái à, buồn vãi. Bây giờ nó dặn. Trời ơi. Thôi em không kiến nghị Garena đâu nhá. Thôi,
em không kiến nghị gì nữa đâu. Một cái lắc thập đại nguyên tố với lại một cái DJ Sona rồi em nói hết mùa đông rồi các anh ơi. Vãi trưởng, trời ơi số nó hên. Vai rồi mình sẽ mở chính cái này luôn nhá. Tí là được cái đi tí tứ linh về hồn với cả Mid Photon cao bồi không gian nữa thôi. Em cũng xin, em cũng quá đỏ cho ngày hôm nay. Victor người máy này, Sejuani kỵ sĩ bình minh này, siêu phẩm Fiora. Ui cái này Fiora phi kiểu ấy. Vai rồi nhiều skin đỏ này. Lulu pháp sư vũ trụ mình bị sốc anh em ạ. Ôi bị sốc nặng rồi. Soraka khuê nữ, Soraka chuối cả nải, As mũi tên tình ái, lại một skin đỏ nữa, Zinix yêu tinh dáng xịt chuối, bỏ 1000 DP ra, bao nhiêu skin luôn anh em, vãi đạn, trời ơi lại bán cước Kekula nữa vãi đạn, lại A chốc huyết nguyệt rồi, oh shit, oh my god, trời ơi. Airi thần mộ thôi. Ôi dồi ôi lại Azi đinh dậu. Thôi. Thôi đủ rồi thôi. Thôi thôi đủ rồi thôi. Trời ơi thôi. Thôi 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 đau tim em bị đau tim. Ôi thôi. Thôi đau tim quá thôi. Thôi đừng ra skin đó thôi. Thôi thôi mà trời đất mẹ ơi thôi. Thôi đau tim lắm rồi. Trời ơi. Thôi mà trời ơi. Lâu không chơi Liên Minh nhưng nó muốn mình chơi lại cái game này hay sao ấy. Vãi đạn thật. Vãi. Hemeninger nguyên tử. Trời ơi thôi. Thôi mà thôi, thôi đau tim em đau tim. Thôi. 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 Thôi mà thôi. Trời đất mẹ ơi, nãy giờ bao skin đỏ rồi. Thôi. Trời ơi, lại lắc vệ binh pizza mà thôi. Hai đá quý thôi. Thôi thôi. Thôi được, 720 tinh hoa cam. Ôi thôi thôi. Ôi thôi, đau tim quá thôi. Vãi đạn anh em ơi. Mình các bạn nhìn lại rồi một đống skin đỏ. Ui giời thôi thôi. Một ui giời, thôi không đếm nữa để anh em đếm. Ôi skin đỏ này. Mình phải lấy con lắc vệ binh pyjama mới được. Đó, đẹp ghê luôn. Ui. Yasuo cao bồi không gian này, chưa có luôn. Ui giời, thêm cả con Aatrox gì nữa, Aatrox huyết nguyệt nữa thôi. Skin này mới ra đúng không anh em? Mới ra mở luôn nữa. Vãi đạn. Nhiều skin đỏ quá, đếm cũng hết anh em ạ. Vãi. Hai skin cam nữa. Skin cam đâu? Lỗi à? Hai mắt mình bị lé. Hai skin cam mà được luôn. Skin cam được luôn đúng không anh em? Lại lỗi game à? What the hell? Để mình qua đây mình xem nào. Bộ sưu tập đúng không? Vậy chắc mình sẽ có lắc cam rồi chứ đúng không? Thôi sao tự nhiên lại được luôn vậy? Ui giời ơi. Kìa. Em đâu có muốn được luôn đâu, tự nhiên nó cho luôn này. Đã sở hữu luôn này. The hell. Không phải đổi luôn ạ. Oh shit. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như bạn nào mà bị bệnh tim hay là bị bệnh tim thòng hay là bị bệnh cái gì liên quan đến huyết áp ấy thì các bạn không nên xem nhé, bởi vì nó vãi cả trưởng quá. Ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Thôi.